Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến với Covid ngày càng khốc liệt hơn bao giờ hết. Không chỉ thể hiện ở số người nhiễm, những ca tử vong quá tải từ bệnh viện, mà ngay cả sự hy sinh của đội ngũ nơi tuyến đầu, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã cho thấy điều đó. Trong gian khổ hiểm nguy mới thấy rõ sức mạnh của tình đồng bào. Nhiều hoạt động tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn được tích cực triển khai rộng rãi trên cả nước. Chúng ta sẽ đến với những nội dung đáng chú ý này trong nhật ký Covid-19 ngày hôm nay. Nhưng trước hết sẽ là tổng hợp về tình hình dịch bệnh trong 24 giờ qua. Công ty cổ phần công nghệ sinh học VinBioCare đã đàm phán thành công với công ty Arcturus Therapeutics của Mỹ. Theo đó, VinBioCare đã mua công nghệ vaccine mRNA phòng COVID-19 của Arcturus và triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vaccine tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ khởi động vào ngày 15 tháng 8 năm 2021 với việc tiến hành tiêm mũi 1 vaccine ACT-154 cho 100 người tình nguyện khỏe mạnh tại Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng Đại học Y Hà Nội. Bộ Y tế cho biết sẽ triển khai thí điểm chương trình điều trị tại nhà cho kiểm soát các trường hợp F0, sau đó sẽ triển khai ở cộng đồng. Chương trình được bắt đầu triển khai thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 8. Các trường hợp F0 sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, cộng đồng và được cung cấp thuốc cùng một số sản phẩm nâng cao sức khỏe. Tập đoàn Công nghệ Sinh học và Dược phẩm Cuba cho biết loại vaccine ngừa COVID-19 do chính nước này bào chế và sản xuất có khả năng chống lại biến thể Delta của virus SARS-CoV-2, cũng là chủng đang gây ra làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng tại đảo quốc Caribe này và nhiều nước khác trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, một ngày cuối tuần không hề yên ả khi liên tiếp nhiều địa phương ra thông báo về việc nâng mức độ phòng chống dịch bệnh. Trong đó, từ ngày 16 tháng 8 thì Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu, ở yên đó trong 7 ngày để thực hiện phòng chống dịch. Khánh Hòa cũng thực hiện cách ly toàn xã hội đối với thành phố Nha Trang từ 0 giờ ngày 14 tháng 8 đến 0 giờ ngày 20 tháng 8. Và cũng chỉ còn 2 ngày nữa là thành phố Hồ Chí Minh kết thúc thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 16. Và lãnh đạo thành phố đã cho hay sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách để chống dịch. Còn tại thủ đô Hà Nội, trong thời gian giãn cách này thì thành phố đã đạt được nhiều kết quả bước đầu tích cực, thể hiện bằng sự quyết liệt của thành phố và người dân ủng hộ. Con số nhiễm tại cộng đồng không tăng lên. Số ca nhiễm mới chưa phải về không nhưng có giảm. Xét nghiệm diện rộng với các đối tượng nguy cơ, tăng cường tiêm chủng, bảo vệ vùng xanh và rất nhiều giải pháp khác đang được quyết liệt thực hiện. Là một trong 3 chợ cóc ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đến nay chợ Gốc Bàng đã bị dẹp bỏ. Địa phương đã huy động máy xúc san phẳng hoàn toàn diện tích chợ và dự kiến sửa sang chuyển đổi thành công viên công cộng, phục vụ người dân. Chúng tôi đã giảm đi chỉ còn 46 hộ là tiểu thương bán ở tại trong chợ. Và sau khi hết cái thời hạn giãn cách thì chúng tôi sẽ cho rào chắn và cuốc và cương quyết không để tái lại các cái nhiệm vụ bán ở hành lang vỉa hè để làm ảnh hưởng. Tại một khu chợ cóc khác, đối diện với chợ truyền thống ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, thường ngày có cả trăm hộ bán tràn dọc ra đường, giờ đây đã được căng dây thành hàng rào và tổ chức hai đầu chốt chặn để không cho hình thành chợ cóc trở lại. Chúng tôi xác định đây là một trong nguy cơ tiềm ẩn rất cao về lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Với những cái biện pháp thuyết phục các cái hộ kinh doanh tự giác di rời, di chuyển ra các cái địa điểm kinh doanh hợp pháp, đến hiện nay là cơ bản chúng tôi đã không còn những các cái trường hợp. Bằng nhiều biện pháp cứng rắn như quây tôn, hàn chắn lại cố định bằng thanh sắt như thế này, hàng chục chợ tạm, chợ cóc đã bị dẹp bỏ thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh tại chợ truyền thống cũng được quản lý chặt. Hộ nào không có tấm chắn ngăn giọt bắn hay đảm bảo phòng chống dịch sẽ phải ngừng hoạt động. Chống dịch không phải chỉ từ chính quyền, chống dịch phải từ ý thức của người dân. Nếu thành phố quyết liệt bao nhiêu mà người dân không ý thức thì cũng không đi đến thành công. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Hội đồng và phát động phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Trong đó thì Thủ tướng đã nhấn mạnh càng khó khăn phức tạp càng phải đoàn kết thống nhất với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thì triệu trái tim một ý chí, nhất định chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid-19. Và thực tế là trong những ngày cả nước đang gồng mình chống dịch bệnh, nhiều thành phố, địa phương vắng lặng, tĩnh mịch đến nao lòng. Nhưng chúng ta vẫn cảm nhận và ấm lòng bởi hàng triệu trái tim yêu thương, bao dung mà nghĩa tình. Một phiên chợ không đồng tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.
mỗi người dân lao động gặp khó khăn sẽ được tổ dân phố rà soát và phát phiếu đi vào khu chợ đặc biệt này. Một phần hỗ trợ tuy nhỏ bé nhưng khiến cho những người đang thất nghiệp vì dịch như ông Út cũng trở nên ấm lòng hơn. Tôi là ở quê lên, qua kia là thấy phường với lại quận Ba Đình là thấy bảo là cho ghi cái để hỗ trợ cho bọn tôi những người đi làm không về được. Thì nhà nước có một tí gọi là tí kẹo để giúp đỡ những người chúng như tôi là chứ không mấy ngày qua là không có công việc làm. Thì thôi chúng tôi chẳng biết gì, tôi xin cảm ơn nhà nước và chính phủ. Để đảm bảo giãn cách, mỗi người dân được phát phiếu sẽ có một khung giờ nhất định, đồng thời sẽ được đo nhiệt độ sát khuẩn tay trước khi bước vào chợ. Cô ơi, trong này có bánh giò với cả chuối ạ. Cô về cô bánh giò thì mình hấp lại nóng. Vâng ạ, bởi vì mọi người đã để đông đá ở đây. Cảm ơn cô ạ. Vâng ạ. Này thì cô cũng rất là vui và cô cảm ơn các mạnh thường quân đã có lòng đến các cô đây thì cô cũng rất là cảm ơn. Đã vận động các đơn vị hỗ trợ để tổ chức cái hội chợ không đồng này để làm thế nào đấy để cho những người dân mà gọi là ngũ cư đến địa bàn phường trong cái lúc này không về được thì vơi bớt phần nào khó khăn để mà có thể vượt qua được cái giai đoạn dịch bệnh này. Chợ không đồng là chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội với Bộ Tư lệnh Thủ đô. Chương trình sẽ triển khai tại các quận huyện nơi có đông người dân, người lao động đang tạm trú trên địa bàn Hà Nội gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chợ không đồng không chỉ triển khai tại một điểm cố định, mà những túi hàng không đồng sẽ được Mặt trận Tổ quốc các cấp chuyển tới tận nơi ở của người có hoàn cảnh khó khăn. Với đó thì chúng tôi cũng công bố các cái số điện thoại đường dây nóng của Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng như là Mặt trận Tổ quốc của 30 quận huyện thị xã để mà những người nào có hoàn cảnh khó khăn mà không tiếp cận được với những cái chợ không đồng đó ấy, thì gọi điện thoại đến những cái số điện thoại này hoặc là nhắn tin vào cái trang fanpage đoàn kết chống dịch của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ xác minh các cái trường hợp đó và nếu như xác minh là đúng thì ngay lập tức sẽ triển khai hỗ trợ ngay. Và mới mục tiêu của chúng tôi là sẽ không để cho bất kỳ một người dân nào khó khăn, thiếu đói mà không được giúp đỡ trong những cái ngày giãn cách này. Với quyết tâm không để người nào khó khăn, thiếu đói mà không được quan tâm hỗ trợ, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục rà soát và có kế hoạch hỗ trợ cụ thể. Những sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời sẽ phần nào giúp người dân có thêm động lực vượt qua khó khăn. Vâng, để không ai bị bỏ lại phía sau và không ai đơn độc trong cuộc chiến chống dịch, sự sát cánh của tất cả chúng ta đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều người và những mảnh đời khó khăn. Và ngay lúc này đây thì một loạt hoạt động rất có ý nghĩa với tên gọi Đổi kỳ vật lấy nhịp thở đang được diễn ra trực tuyến trên rất nhiều nền tảng mạng xã hội do nhóm thiện nguyện Hạt Vừng tổ chức. Đó không phải là một cuộc đấu giá thông thường mà là một dịp để trao và nhận yêu thương. Rất nhiều người đã tặng những món đồ yêu quý của họ cho hiệu tạp hóa tình yêu để món đồ ấy biến thành máy thở giúp y bác sĩ giành lại sự sống cho người bệnh. Ngày cuối tuần này thì quý vị và các bạn hãy bớt chút thời gian để cùng tham gia hoạt động này để sát cánh và mang hy vọng của nhiều bà con đang hàng ngày chống chọi với đại dịch. Vâng, đến đây nhật ký COVID-19 cũng xin được khép lại. Như thường lệ, xin mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục Hỏi đáp vaccine với các thông tin liên quan tới việc tiêm vaccine mũi 2. Có phải cần xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi tiêm chích ngừa không? Không cần phải xét nghiệm COVID-19 trước khi tiêm chủng. Vaccine vẫn có thể tiêm cho người bị nhiễm có triệu chứng hoặc không có triệu chứng. Tuy nhiên, nên tiêm sau khi mắc 6 tháng. Nếu đã tiêm vaccine AstraZeneca mũi thứ nhất rồi, thì nên tiêm mũi thứ hai bằng vaccine cùng loại hay không? Hiện nay, nhà sản xuất vaccine AstraZeneca vẫn đang khuyến cáo sử dụng liều 2 cùng loại với vaccine đã tiêm ở liều 1. Tuy nhiên, hãng này cũng cho biết việc tiêm vaccine chứa thành phần mRNA cũng có cơ chế sinh miễn dịch tương tự, nên việc tiêm hai loại vaccine cho cùng một người là có thể. Vấn đề này cũng đang được các chuyên gia y tế nghiên cứu.